Về những cái điện này thì chắc là các anh thì cũng đấu điện là rất là quen rồi cô bác. Lấy được chưa ông ạ? Của ông là sau này là sẽ bỏ cái ngôi nhà cũ này đi, xong là ông sẽ làm ở đây một cái chuồng trâu này, cho nên là dây điện này ông có thể để lại. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Công việc của hôm nay cháu Lực xuống thì xem là anh Phòng thì đã hoàn thiện là tới đâu rồi. Ở đây thì hôm nọ là mấy em thợ cũng đã hoàn thiện là xong hết rồi các bác. Đấy, và trong quá trình làm thì là phát sinh thêm là một số chi tiết nữa, việc ít cho nên là có mỗi một mình là anh Phòng là xuống làm thôi. Ở hôm trước cháu Lực đi xuống đấy thì có cả vợ của anh, là hôm đấy là hôm qua là có nhiều việc hơn cho nên là xuống để mà đi lấy cắt này cũng như là trộn vữa này kia nữa. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì có thấy là có mỗi một mình là anh Phòng là hiện tại là đang đi vào và hoàn thiện ở nhà vệ sinh. Và hôm nay cháu Lực đi xuống thì cũng có đem thêm là một cái chân cột nhà vệ sinh đó các bác. Ở phía bên ngoài thì có lẽ là anh Phòng đang láng lại cái phần này thêm một chút nữa các bác để cho nó mịn đi. Nhưng không hiểu tại sao lại anh ấy chưa lát, để một tí nó hỏi anh ấy xem nào. Cái đây là để nó khô rồi thì mới tráng à anh Phòng? Cái phần ở bên ngoài này. Để nó khô thì anh Phòng mới đi vào và lát cô bác. Đi vào và đánh cho nó mịn ra ấy. Bàn thái thì hiện tại là ở dưới này thì anh Phòng cũng đã ốp lại xong hết rồi cô bác. Ở đây thì hầu như là ốp tất tần tật này, phía chân bên này này và bên kia nữa, và những cái góc bên kia nữa, và cả phía chân bên này nữa. Gạch này thì là hiện tại thì có thể là cháu Lực đang ghi hình nữa các bác, thì có một số các bác theo dõi thì màu nó sẽ hơi hơi sáng của bác, màu nó sẽ hơi tối một chút của bác ạ, tại vì là chỗ này là nó ít ánh sáng ấy, nó không có ánh sáng cho nên là nhìn màu nó hơi tối thôi các bác. Còn là ra phía mặt bàn bên này thì ánh sáng nó nhiều thì nhìn nó bóng hơn, nhìn nó sáng sủa hơn đúng không bác? Mình chào anh Phong nha. Cái này chân đấy là có vừa cho anh. Cái phần chân này thì là người ta thiết kế là đúng cái tiêu chuẩn khi mà một người trưởng thành là người ta sử dụng rồi các bác. Còn là như bé Mạnh hiện tại thì có vẻ như là sẽ hơi thấp một chút bé Mạnh ấy. Ông ấy đang đi đâu vậy? Ông đang nấu cơm ấy. Hôm nay là có một mình anh xuống này à? Vâng. Nước thì hôm qua là cháu Lực cũng lắp xong tách rồi các bác. Đây là hiện tại nước chưa vào đâu anh. Chưa chưa. Cái đấy không tí con nước cọ sâu được không anh? Bụi này thì nó bám lâu rồi. Màu cho nó bóng bóng một tí. Vâng. Quá chắc chắn. Không dùng vậy thì nào rồi. Chắc rồi anh ạ. Như này thì khi mà lúc mà ông với lại Mạnh sử dụng của bác thì có thể là dùng tay này dí chặt lên xuống này thì sợ rằng là cái ốc ở bên này nó không chịu được. Đấy, cho nên là cháu Đực lại tiếp tục là lấy thêm là một cái ốc, một cái chân nữa để lên. Này là vòi viết là lắp xong hết đúng không anh nhỉ? Cái nước ở trên kia là vẫn chưa đâu xuống đó chứ anh? Chưa 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 xuống đâu. Lấy là chắc là nốt hôm nay là anh cũng xong ấy nhỉ. Cái dây nước này là ở nhà vì hôm nay mà thay đổi là để sang bên này, bây giờ lại quay sang bên này. Vâng.
chứ không là hôm nọ là nó chìm đấy nhỉ anh nhỉ. Nó chìm. Bây giờ anh lát vào bây giờ được mình nó đỡ hết gạch đấy. Đây, cái chỗ anh phòng đang ngồi thì hôm nọ là các bác theo dõi thì các bác cũng nhìn thấy được rằng là làm ở đây một cái ngăn tủ đấy các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì cũng có được ý kiến của các bác nữa cho nên là cho lực là đục ra rồi, bảo cho anh phòng là anh ấy đục ra hết rồi. Thế là xong rồi anh nhỉ, thế này ấy. À cái ống nước bên này nhỉ. Ui, cái răng phết rồi anh ạ. Tháo được ra không anh? Lấy lấy. Ghê răng quá. Phía bên này thì hiện tại là chắc là cũng chỉnh sửa đến đây đâu bác, có lẽ là sau cái video này sẽ không có chỉnh sửa nữa. Hôm nọ thì cháu được là để ra bên này quá nhưng mà thấy là hơi sát ấy, khi mà lúc ông rửa chân rửa tay ấy, nó sẽ hơi vướng chân một chút cho nên là vướng tay ấy, có thể dạng. Ngày thì hôm nào sẽ lại mua thêm cái lọc rác của bác nhé, cái lọc rác để mà gắn vào cái lỗ đây để mà tránh trường hợp là những lúc mà mạnh với lại ông tắm ấy thì làm cái gì rơi qua đây thì lấy nó rất là khó của bác ạ. Đây cũng 6 feet đây. Tắc ống ấy. Tắc cái gì ông nhỉ? Ai nhỉ? Cái này thì để cái lọc rác thôi chứ không là sau này mạnh với ông là làm cái rẻ rơi vào đây cái là đi xuống là tắc hết ống ấy. Vâng. Điện này thì là anh là chưa cắt ra cho anh. Ông thì hiện tại là đang nấu cơm của bác ạ. Vừa rồi thì anh phòng có nói rằng là ông đang nấu cơm ở phía bên này, không biết là hôm nay là ông nấu cơm là món gì đây. Đấy, cuộc sống một mình thì làm xong công việc mọi cái thì mới đi vào và nấu cơm. Hôm nay nấu món gì đây ông?
À, vẫn đố với lại thịt lợn rang thôi à? Này này, rang với lại gừng của bác là rất là thơm. Này là đũa này để nấu canh hay là để như nào không? Chẳng. Đấy là để xào không? Để xào qua xong là tí bỏ nước vào à? Bỏ cái muối một tí, tí cho nước. Vâng. Hôm nay là có vẻ như là gió thổi về rất là mạnh nhá ông nhỉ? Đấy là cái lửa kia là như kiểu là có gió về, các bác thổi cháy rất là bén này. Bỏng hết tay đi ông nhỉ? Đây ra phía bên này thì bạt thì hôm nọ là ông cũng gỡ ra rồi các bác, thì ra là bây giờ chắc là chỗ này ngồi ăn cơm cũng không được rồi. Nấu bếp củi này thì vào mùa đông thì nấu cơm rất là ấm áp các bác, nhưng mà vào mùa hè thì nấu rất là nóng. Đấy, ông gửi một lời chào tới các bác nào không? Chào các anh các chị nhá. Làm cả sáng thì bây giờ làm mới đến giờ nấu cơm ấy ông nhỉ? Thế thì để ông nấu cơm thì cháu đi xuống ấy để xem anh Phòng một tí ông nhá. Xem anh Phòng là công việc của ông, là công việc của anh Phòng. Những cái dây điện mà còn dư ra ở phía bên này cô bác này, dây điện dư ra phía bên này thì cháu Lực cũng đã hỏi ý kiến của ông thôi. Cái này thì lắng nghe theo ông thôi. Ông muốn là để tất cả những cái dây điện này không cắt ra thì cũng được, mà ông cắt ra thì cũng được. Ông dạ. Cái gì anh? À vâng vâng. Ông ơi, ông đã lấy cho anh Phòng một cái đôi găng tay được không? Hãy quay trở lại mà cái dây điện đấy các bác. Thì ông cho Đức có hỏi ông rồi, ông thì sẽ bảo là từ bên kia ra này các bác này, ra đến đây là còn là dư ra đấy, thì ông để một vòng thôi, xong là cắt, xong là nối vào cái dây vàng kia. Cái dây vàng kia là cái dây mà nguồn mà đi vào trong nhà. Thì ở đây thì cháu Lực vẫn lựa chọn là để đây một cái cầu dao nữa. Đấy, còn là dư ra thì ông có bảo là sau này cái dự định của ông các bác nhá. Dự định của ông là sau này là sẽ bỏ cái ngôi nhà cũ này đi. Xong là ông sẽ làm ở đây một cái chuồng trâu này. Cho nên là dây điện này ông có thể để lại. Ôi, hình như ông ra sao rồi? Ông vừa rồi thì đang nấu cơm giờ. Ai nối à? Ông ơi, lấy cho anh Phòng một cái đôi găng tay nào không? Lấy cho anh Phòng một cái đôi găng tay ấy. Cái đôi găng tay hôm đó hai chị người tí gửi cho ông nhỉ? Nước thì hiện tại thì cũng đã được anh Phòng là lắp xong hết rồi. Còn cái này là cái mà nguồn nước tổng từ bên kia sang. Thì một tí nữa để cho anh Phòng là nối từ bên kia sang thì sẽ xả nước đều vào trong nhà. Ở đây thì trong lúc mà không xuống đấy các bác, thì ông cũng chủ động là tự xúc cái phần lá đất này ra. Sau này thì phần phía đằng sau này thì ông sẽ dùng đá để mà kè hết cô bác. Ông thì để mà yếu quá thì cũng chưa phải yếu đấy. Ông những lúc mà rảnh rỗi đấy, ông tự đi lấy đá về xong là kè xung quanh nhà, kè từ dưới kia lên và kè sang bên này nữa, thì nhà của ông là chắc chắn rồi cô bác. Nếu như có thêm kinh phí thì có thể là giúp được ông, nhưng mà không kinh phí thì không thể giúp được. Kè bây giờ kè đây thì kè bằng đá thì nó cũng, đá thì đi xuống rồi suối lấy lên thì nó cũng rất là khó, và kè bằng xi thì cũng phải nói là tốn kinh phí, cũng là chi phí là khá là cao. Vậy thì mới làm được cái kè. Ấy.
Đấy, hiện tại thì anh phòng đang cắt ra để mà đấu điện là đi vào trong nhà thôi cô bác. Có ổn. Dạ. Vẫn có điện à? Về những cái điện này thì chắc là các anh thì cũng đấu điện là rất là quen rồi cô bác. Lấy được chưa ông ơi? Hay có cần được không anh Phong? À đây đây đây, chỗ ông đang cầm kìa. Cuộn băng dính đen ở trong bàn bếp hay sao anh ạ? Đâu thật anh nhá. Cuộn băng dính đen này không? Không, cuộn băng dính đen không ạ? Cuộn băng dính màu đen đấy. Màu đen là nhỏ ấy. Thấy không anh? Để em đi tìm xem nào. Thế rơi xuống đây rồi. À đây này. Anh đã cầm đi theo đâu? Ông cầm ở đây rồi. Cái găng tay này không được đúng không? Găng tay này dày quá. Thủng rồi. Ông lấy cái găng tay xanh xanh không nọ ấy. Em mày sập cái automat này xuống nhá. Này à, đây hiện tại là đang sập rồi quá này. Đợi cho anh Phong là nấu nốt ở bên kia xong thì bật cái app này lên thì sẽ có điện. Sẽ có điện ở trong nhà. Đấy, và thêm là anh đi đấu thêm là cái nước là xong. Còn những công việc còn lại thì sót này thì sẽ cùng ông là hôm mỗi hôm mà dọn một chút nhưng hôm nào cháu được đi xuống thì là hai ông cháu là vừa làm thì sẽ vừa ghi hình luôn. Còn hôm nào mà cháu được không xuống thì là ông sẽ bảo ông là chủ động là ông sẽ khắc tự làm. Ở nhà thì nhà cho ông cho nên là những cái nào mà ông tự làm được ấy cô bác thì ông sẽ tự làm một chút. Thế bản thân của cháu Lực thì cũng rất là muốn là xuống để mà lúc nào cũng giúp đỡ cho ông làm đấy. Nhưng mà cháu Lực cũng phải là thứ nhất là những công việc riêng của cháu Lực cô bác này, và thứ hai thì là cháu Lực còn phải đi chia sẻ thêm là những hoàn cảnh khác để làm sao mà những hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ đấy thì cũng được sự yêu quý của các bác đấy, chứ không tạo cho những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ một cái tính mà ỷ lại. Cháu Lực đã gặp một số cái trường hợp là ỷ lại với cháu Lực rất là nhiều rồi, cho nên là cháu Lực đúc kết ra một cái kinh nghiệm là đôi khi là những cái là mình nói để cho người ta làm thôi, chứ không mình cũng không phải là bắt tay vào làm hết. Đã quấn ra ngoài được rồi anh. Đấy ông bỏ ra đi ông. Ông bỏ gọn vào thôi, sao bây giờ ấy? Thì ông này phải làm mà bi thuốc nào nữa thì mới làm được hả cô bác? Đây là bây giờ cuốn được không anh? Cắt ra rồi à? Này tí anh để làm sao mà cho nó còn gọn một tí anh nhá. Cho nó gọn nhất có thể đi. Này thì chắc là dư ra đâu đó tầm độ là 50 mét nữa. Là nó ở đấy có đinh đóng tường không anh nhỉ? Anh để nhét vào trong kia này xong rồi tí bịt cái xi vào, nhét vào trong khe kìa.
anh có thiết kế làm sao để cho nó gọn là được không anh? Đấy. Tí nữa ăn cơm xong là ông là làm ở đây ông nhá. Đấy, công việc của ông ấy. Cơm xong đã nên rồi. Giờ dây điện nó đang lằng nhằng thì hai ông cháu mình là nó cái dây điện đã xong rồi thì ăn cơm sau ông nhỉ. Đây thì có thể là bây giờ là gới ra được hết các bác. Đấy. Dọn dẹp để mà trả lại cái ngôi nhà bóng loáng cho hai ông cháu để cho hai ông cháu là còn là vào ở sớm nhất có thể. Để mà lên tường này thì nó một thời gian mà nó rất là ngắn thôi các bác đấy, nhưng mà để mà đi vào hoàn thiện như này thì nó thời gian nó sẽ chậm hơn, vì những lúc đang làm này thì là trong lúc quá trình cháu Lực lấy vào đấy các bác thiếu vật liệu này, thành ra là cháu Lực lại phải bổ sung vật liệu thêm. Mà ở đây bổ sung vật liệu thêm là không phải là gọi cái là người ta là đem tới luôn đâu, mà đích thân là cháu Lực là đi chở cô bác ấy, chứ không chứ đi chở thì mới lúc nào mà gửi được xe lên ấy, thì còn nhờ được ta còn nhờ được người gửi xe lên, còn cái hôm mà không nhờ được ấy thì là cháu Lực là lặn lội đi xuống huyện chở những cái viên gạch này. Như hôm nọ thiếu phát sinh thêm là hộp gạch ấy, hộp gạch trắng, cháu Lực là phải đi là xuống tận huyện để mà lấy luôn. Mặc dù là mua nó có chỉ rơi vào tầm độ 200.000 thôi các bác, 200.000 một hộp thôi đấy, nhưng mà mất thời gian rất là lâu. Mỗi lần một chuyến đi lấy thì rơi vào tầm độ là một nửa ngày thôi các bác. Đây là cấn để gọn vào trong bên kia đâu nhỉ? À, lúc nào mà ông dự định làm chuồng trâu ra phía bên này ấy, thì ông kéo ra bên kia. Tôi biết trắng á. Lại xuống lên những cái công việc nào mà giúp đỡ được cho anh em thợ thì giúp cô bác. Đây. Giải phết đi ông ạ. Ông cuốn một đoạn xong là lấy dây thép, lấy dây buộc ấy, dây buộc xong lại cuốn tiếp không? Vừa rồi ở phía bên ngoài này thì là anh Phong cũng là đấu là gần xong rồi các bác. Ra bên này là anh Phong vẫn phải đậu lại thêm một lần nữa. Tại vừa rồi thì cháu Lực cũng lên trên xả một chút nước, xả nước về rồi các bác này. Thì các bác nhìn thấy là hiện tại thì trong này là hơi bị dính nước này. Vừa rồi cháu Lực xả thì cái vòi hoa sen nó bị bắn tung tóe khắp nơi. Cho nên là lại ngắt lại từ phía trên kia thôi. Vừa rồi thì trong lúc mà hai anh em đang làm đấy, ông là cũng nấu xong cơm của bác. Hôm nay thì thấy là ông rán cả trứng nữa, cả đố nữa, thêm là cả một chút thịt nữa này. Trứng này ông không biết là ông rán với gì rất là thơm của bác ạ. Hôm nay sửa lại thêm một chút rồi anh.
Ở phía bên trên lán thế kia thì tháo hết rồi các bác, thì nhà là không có chỗ ngồi, cho nên là có chỗ ngồi các bác nhưng mà nó không có bạt để che, nên là lấy xuống nhà mới để mà ăn cơm thôi. Ui, nồi cơm này ông nấu hơi nhiều đấy ông nhỉ? Ông thì hiện tại là còn máy bao thóc này của bác này. Ở trên kia thì chuột nhiều quá thì ra là ông không có để được bên trong nhà. À bên trên lán bên kia đấy. Để lên trên nhà mới này. Cái phòng mà chắc là cũng nghỉ tay ăn cơm trưa đó chứ nhỉ? Để nói ăn cơm trưa nhỉ, bây giờ tầm hộ độ là 2 giờ chiều rồi các bác bây giờ ấy. Mai công việc còn quên hết giờ, mấy giờ nhỉ? Một mình làm là cũng hù hù cả ngày, là quên cả giờ ăn cơm ấy nhỉ? Anh nhỉ? Đi đâu đấy. Rồi? Ốc này rơi thì... Em vừa thấy nó rơi kia cái cây có đây mà. Nó biết bị văng xa đấy. Ốc ở đây. Đấy, phòng thử nốt chỗ này đã ông ạ, ăn cơm. Ông chắc là cũng đói rồi nhờ. Sáng nay ông ăn mì tôm à? Cái tiền ra gì? Thế một tí ông có đi hộ không? Đấy về hết rồi á? Thì ông hỏi xem là còn không, nếu mà còn thì ông đi hộ một chút. Đấy, vừa rồi thì mẹ Quyết có điện cho ông là nói là nhờ ông đi xuống với bác đậu tương về cùng nữa các bác. Hàng xóm với nhau thì lúc nhà nhà chị có việc thì ông không đi, thành ra là những lúc mà nhà ông có việc ấy, chị lại không xuống. Anh chị thì sống ở gần nhà ông cho nên là có những công việc gì ấy, nói là chị giúp đỡ rất là nhiệt tình. Chưa có ông ạ. Chậm nhất là tối nay anh nhỉ? Chậm nhất là tối nay thì tất cả những cái ổ điện này thì sẽ gồm là có điện hết. Ông thích chưa? Đâu, chó nào không? Chó này á? Ui rồi. Này chó này chắc là đi uống nước này. Đi uống nước thành ra là đỉa chui vào mũi rồi. Xem con to không nhỉ? Đây là phải đi. Dê mà nhắc mì mì là gì? Con chó trắng trắng này thì hiện tại là đang có con đỉa chui vào mũi này của bác này. Này chắc là đi ra ngoài này, uống nước này kia này, nhà là đỉa có rất là nhiều, cho Đức thực xem này. Xem nó thoi ra không. Tội quá, chó có đỉa rồi. Mình kia là các con dao đâu anh? Thì nó lại, thì nó lại không có.
Ra thôi ăn cơm đấy nhỉ, cơm trưa, ăn cơm trưa đấy. Chắc là cái app ở trong này bị làm sao. Thế là dây điện nó chưa chạm đấy. Ăn cơm đây. Không à. Hôm nay thì ăn cơm là ở đúng gian bếp, gian phòng khách của nhà ông luôn cô bác ạ. Sau này thì phần này thì sẽ là để một phòng khách, nếu như có thêm một bàn ghế thì có thể ông ngồi đây này. Còn không thì sau này hai ông cháu thì chỉ có ngồi ở góc bên kia thôi cô bác. Trứng này là trứng gà của ông à? À, ông dán với gì đây ông? À, thế là nay là ông dán với lại mì tôm của bác ạ. Thêm là một chút thịt lợn nữa. Thịt lợn này thì ông mua hay là lấy đâu về? À, thế là phần này là hôm qua là ông đi đi hộ người ta đó các bác. Buổi tối thì ông không ăn cơm, thế là ra là người ta gói cho ông. Đây là đậu, đây là cái đậu. Đây là đậu đậu đố đen không nhỉ? À, đố thôi à. Thêm là một bát nước chấm nữa. Hôm nay là chỉ có ăn cơm với lại ông, là thêm là với lại anh phòng đúng không bác? Phải mời ông ăn cơm nhá. Phải mời tất cả các bác cô chú anh chị là cùng rồi, anh phòng này còn ỉm thêm cái gì nữa nhỉ? Anh còn ỉm thêm còn bằng miếng ăn cơm nha em. Và ăn cơm đây. Cảm ơn các bà cơm nhé. Rồi bây giờ thì sẽ xin phép là các bác là dừng ghi hình để ăn cơm đó các bác ạ. Cho Đức sẽ không vừa ghi hình vừa ăn cơm nữa. Ăn cơm nhá, anh ăn cơm đi. Thưa các bác, hiện tại thì cháu Lực cùng với lại là ông, với lại là anh Phòng thì đã ăn cơm trưa xong rồi các bác. Nhưng mà để nói là ăn cơm trưa thì khi mà ăn xong thì đã rơi vào tầm độ là 3 giờ chiều rồi. Buổi sáng hôm nay thì anh Phòng với lại là ông thì cũng mải làm việc quá các bác, thành ra là quên hết cả giờ ăn cơm luôn, cũng không có để ý giờ. Hiện tại thì anh Phòng là vẫn còn đang ở trong để mà chỉnh lại thêm là dây điện một chút cô bác ạ. Chỉnh thêm dây điện xong thì tất cả mọi cái thì đâu vào đó thì sẽ cùng ông là dọn dẹp lại thêm là những cái chỗ nhà vệ sinh này. Như chỗ nào cần dọn dẹp thì sẽ dọn dẹp cho ông. Đang chạy lại thêm là dây điện là thêm một chút nữa. Có thể là tối nay thì sẽ có điện là ngôi nhà mới rồi cô bác ạ. Và khi mà hoàn thiện, khi mà anh Phòng là sửa sang hoàn thiện là đâu đó thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là tiến hành thêm là những công việc khác nữa ở những cái video trước để cháu Lực cũng đã chia sẻ cho các bác biết được rằng là tiếp tục được hai chị là hỗ trợ về mấy khoản là phần kinh phí sơn đó các bác. Thì hiện tại là cháu Lực cũng đã lựa chọn là xong là màu sơn rồi. Ở đây thì cũng được là lúc đầu thì ông bảo là chọn những cái màu xanh này các bác này để mà làm sơn hết xung quanh ở nhà đấy, nhưng mà cái màu đấy thì nó nổi quá, thành ra là cái ngôi nhà nó khi mà nó nổi quá thì nó nhìn trông khá là xấu, cho nên là không có lựa chọn cái màu đấy nữa. Và cũng cùng với lại là hai chị đặc biệt thí là có tham khảo thêm là những cái màu sơn thì sẽ lựa chọn là những cái màu sơn mà ở phần bên ngoài thì giống như ngôi nhà ở của hai anh em Hải Sự đó các bác. Tại vì là cái màu sơn đấy thì nhìn nó đẹp hơn và khi mà mình sử dụng ấy, nó sáng quá thì nó không sáng các bác. Màu sơn trắng quá thì khi mà mình sơn ấy, thì sau này mà không may mà có những cái vệt gì nó quẹt qua ấy, thì là nhìn trong ngôi nhà nó sẽ rất là nổi. Cho nên là chọn những cái màu nào mà hơi đậm đậm một chút các bác ạ. Còn về những cái phần phào chỉ đó các bác này, những cái phào chỉ này thì cháu Đức sẽ lựa chọn là những cái màu cà phê để mà tô lên để cho nó nổi bật là cái ngôi nhà. Đấy, ví dụ như ngôi nhà của ba ông cháu đó các bác, thì nếu các bác theo dõi thì các bác cũng biết là cái màu sơn của ba ông cháu rồi, thì cháu Đức sẽ lựa chọn là cái màu sơn như thế. Còn bên trong nhà thì cũng không có lựa chọn là màu sơn là trắng quá các bác, nó hơi là gọi là
như kiểu là màu trắng sứa đó các bác. Màu trắng sứa thì nó sẽ hơi hơi, để mà nói như nào nhỉ, để mà nó trắng như cái màu này thì nó không trắng các bác ơi, nó đậm và nó nhạt hơn một chút các bác. Hay có lẽ là cái công việc hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác ạ. Bây giờ cháu Lực cũng phải là di chuyển là đi về để tiếp tục là đi vào thêm nhóm hoàn cảnh khác nữa, và công việc còn lại thì sẽ để giao cho anh Phòng, là để anh Phòng là thực hiện cho nó hết là cái phần là trách nhiệm của anh Phòng nữa. Sau khi mà hoàn thiện đấy thì sẽ bảo ông là ở nhà, là khi mà cháu Lực không về các bác, chủ động là dọn dẹp nhà cửa một chút để ngày mai thì cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ tiến hành thêm vào là vào những cái công việc khác của bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo ở trên kênh Bản Em. Và xin chào các bác, và lần cuối cùng thì xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống.